phi hành gia nào là người trái đất đầu tiên chơi golf trên mặt trăng? Alan Shepard, Neil Armstrong, David Scott hay là Buzz Aldrin? Đối với câu này á, thì thật ra em cũng có một tí xíu dữ liệu. Ví dụ phương án B là em loại ngay. Phương án D em cũng loại. Em rất phân vân. Phương án C là David Scott. Và phương án A? Dạ, em rất thiên về phương án C. Nhưng mà tới câu này là câu trả lời đó cũng nhẹ nhàng và không có áp lực gì ạ. Bạn còn áp lực vì bạn còn hai quyền trợ giúp nữa. Dạ. Bạn hoàn toàn có thể đi xa được. Em xin chọn quyền trợ giúp gọi điện cho người thân ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Dạ, em sẽ gọi điện cho vợ của em tên là Kim Yến. Kim Yến, vợ của bạn. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối với bạn Kim Yến. Alo. Xin chào bạn Yến ạ. Dạ vâng ạ. Bạn Yến đây, tôi đang ngồi cạnh bạn Thà. Bạn Thà đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và muốn nhờ sự trợ giúp của bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Vâng ạ, em sẵn sàng ạ. Vâng, tôi chỉ lưu ý là đây là một câu hỏi ở vị trí khá cao nên sự trợ giúp của bạn hết sức quan trọng. Vâng ạ. Hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Bà xã ơi, phi hành gia nào là người trái đất đầu tiên chơi golf trên mặt trăng? Người phi hành gia nào là người trái đất đầu tiên chơi golf trên mặt trăng? Alan Shepard, Neil Armstrong, David Scott và Buzz Aldrin. Anh đọc lại 4 đáp án giùm em với. Alan Shepard, Neil Armstrong, David Scott và Buzz Aldrin. Alan Shepard. À, cảm ơn nha. Dạ. Vợ bạn tư vấn là phương án A, Alan Shepard. Dạ, một khi vợ đã nói thì mình phải nghe thôi anh ạ. Dạ. Vâng, dạ. Đương nhiên rồi. Và bắt buộc là phương án A là phương án cuối cùng của em ạ. Phương án A. Dạ. Alan Shepard. Dạ. Và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn.